Em xin được gửi lời chào tới toàn thể các bác. Với cái thời tiết mùa hè nắng nóng sau một ngày làm việc vất vả và các bác cùng ngồi thưởng trà, cùng nghe những cái bản nhạc tình ca Pháp thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa các bác ơi. Và hôm nay đồng hồ cổ Giang Hằng bên em xin được giới thiệu và giao lưu với các bác một thương hiệu Odo 3010 với giá thành chỉ có 19.500 thôi là các bác có thể sở hữu được ngay một em Odo 3010 mà chơi được hai bản nhạc, đó là bản nhạc độc quyền gai Calion và bản nhạc truyền thống Westminster điểm chuông kép bến bong mang mã số D185 với chiều cao kích thước thùng là 58 và chiều rộng là 50, một thiết kế sáng thùng bè với những cái lớp vân nu và với cái tông màu sáng của em nó thì cực kỳ là nổi bật và sang trọng và được các nghệ nhân được chạm đục hai bông hoa hồng hai bên rất là đối xứng nhau với những cái biểu tượng bông lúa mì đây các bác ạ. Và tay nắm điểm nhấn với một tấm kính tráng thủy và bộ mặt số nổi chân cài cao cấp mạ chrome. Chiếc đồng hồ Odo 3010 này thì được bên em trực tiếp lên từ Odo 38 zin nguyên cơ bản các bác nhé. Và với cái chất lượng và với cái đảm bảo thì bên em luôn đảm bảo chất lượng cho các bác là bộ máy chạy chuẩn chỉ và bao ổ cót zin nguyên bản và chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi. Và chiếc đồng hồ Odo 3010 này thì em đã theo dõi và cần chỉnh máy hoạt động chạy rất là ok rồi. Và các bác chỉ về việc treo và thưởng thức cái chất âm bản gai huyền thoại của em Odo 3010 mà với giá chỉ có 19.500 thôi các bác nhé. Và em mời các bác cùng em đi sát gần lại sản phẩm và cùng ngắm cái vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ Odo 3010 với thiết kế dáng thùng bè và được các nghệ nhân chạm đục hai bông hoa hồng với biểu tượng hai bông lúa mì hai bên các bác nhé, rất là đối xứng nhau và với cái tông màu sắc của em nó đây các bác ạ. Vâng, với bộ mặt số nổi chân cài cao cấp và bên dưới là tấm kính trắng thủy đây ạ. Và em sẽ đi vào bên trong cho các bác cùng ngắm nhìn một chiếc thùng rất là chắc chắn và lịch lạc các bác nhé. Và nó có đầy đủ hai bên chống tường quả lắp inox zin nguyên bản của nó các bác ạ. Và quan trọng nhất vẫn là hai bản nhạc. Em mời các bác cùng thử âm luôn bản gai huyền thoại. Chiếc ở bên cạnh là đang đánh. Em sẽ chuyển sang bản nhạc Westminster cho các bác cùng thẩm âm luôn hai bản nhạc. Mà ngọt ngào, chuẩn nhịp và chuẩn tiếng luôn các bác ạ. Và em sẽ giới thiệu về cái phần kỹ thuật máy bên em cho các bác yên tâm chơi và sử dụng các bác nhé. Vâng, và em sẽ giới thiệu về cái phần kỹ thuật máy bên em. Vâng, với bộ mặt số nổi chân cài cao cấp các bác nhé.
và đi kèm bên trong là chủ một bộ máy Odo 30 các bác ạ. Máy vách xoáy, dòng máy vách xoáy thì nó chạy rất là khỏe các bác nhé. Và từ những hệ thống bánh răng, nồi cốt, tất cả nguyên bản bộ phận máy em đều giữ nguyên bản. Và bên điểm giờ thì mình chỉ thêm vào cái cần bính, và bên nhạc thì mình thêm vào chỗ bộ phận quả lô gai này thôi. Còn hệ thống bánh răng, nồi cốt và nguyên bản của máy em đều giữ nguyên. Và cam kết với các bác là 3 ổ cốt zin nguyên bản chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi và sử dụng các bác nhé. Và chiếc đồng hồ Odo 3010 này thì em đã lau dầu, cân chỉnh máy hoạt động, chạy rất là ổn định rồi. Và bên em bảo hành cho các bác là 3 năm lỗi kỹ thuật và duy trì trọn đời cho các bác yên tâm chơi và sử dụng. Với một chiếc đồng hồ Odo 3010 với một chiếc thùng bè nguyên bản đẹp như thế này thì với giá thành chỉ có 19 triệu thôi các bác ạ. Và bác nào quan tâm thì có thể liên hệ cho em qua số máy 0355005943 và cũng là số Zalo bên em, và địa chỉ bên em là cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Các bác có về gần quanh khu vực em thì em mời các bác cùng ghé qua cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hằng, cùng dùng trà và giao lưu những chiếc đồng hồ Odo đánh bính bong. Và các bác không thể về trực tiếp được thì em có gửi xe khách hoặc ship bưu điện đến tận nơi cho các bác. Và đến đây em xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác.